Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Em là Đặng Khắc Luân đây. Và thì buổi tối hôm nay em đang có mặt trên cái con đường Nguyễn Văn Quang Vì, quận 7, phường Tân Thuận. Không phải Tân Thuận, Phú Nhuận, phường Phú Nhuận, đúng rồi, ven cái xã Thuận Tây vậy. Thì con đường này là con đường Nguyễn Quỳ ở dưới chân cầu Phú Mỹ nè. Nếu mà muốn đi nếu mà đi thẳng lên cầu đây nè là qua quận 9 đó. Nhưng mà hôm nay em sẽ quay một vòng cái con đường Nguyễn Quỳ này như thế nào ha. Khi đi đó, tại vì nó khá là tối luôn, góc trên được cái góc trên thôi nhưng mà dưới nó khá là tối, để em cố gắng quay khúc dưới luôn cho anh chị và các bạn xem thôi. Bên này là khu công nghiệp nhiều, xe container cũng khá là nhiều cho nên là khá là bụi luôn, nhưng mà những cái món ăn ở đây cũng khá là ngon. Có cả chợ nữa nha. Nghe cái tiếng xe container chưa? Mà như chạy hơi nhanh thì phải. Chúng ta chậm lại xuống. Tích gò Ô Môi hả? Cua phải là xuống tới đường Đào Trí á, là khu di tích gò Ô Môi. Nghe các bạn chỉ ra vậy đó. Rùng rợn chưa? Này thì đèn đường khá là sáng nhưng mà vào mấy cái nhà bỏ hoang khúc đường này nè khá là sợ luôn nha. Thì ở khúc dưới này thì ra rất là quán luôn. Hay khi khu dưới đây thì là xe 72 sinh viên, em còn sinh viên á, là em cũng có ở trọ ở đây cũng tầm gần 2 năm trời, bụi rất là nhiều luôn. Tối cứ ta cua xuống cua phải á, là cái cảng á. Chắc không ra cảng này đâu. Rồi cua lại một vòng đi. Cảng và đi xuống dưới là qua bên Phú Mỹ Hưng hả? Chưa đi xuống lần nào mà bây giờ thì quay một vòng đường Nguyễn Quỳ mà. Mấy cái chuối nè, mọi người thấy không, này là bùi chuối đây. Bán hơn nha. Khu công nghiệp mà cho nên là xe container rất là nhiều luôn. Mà vẫn có quán ốc nè.
cỡ mọi thứ. Đây khúc đây là cà phê giỏng nha, những cô chú anh chị công nhân á, nghỉ trưa nghỉ tối rồi đó, nghỉ trưa xuống nhiều hơn. Sau mấy năm rời đi, bây giờ quay lại thì cái đường Nguyễn Công Vi vẫn như vậy nha, không khác gì đó. Cái ngôi nhà hoang đó vẫn chưa có đụng chạm gì luôn, rất nhiều ngôi nhà hoang luôn. Chỉ có hơi bụi thôi. Và nhắc tới Nguyễn Văn Quỳ thì đa số nhiều người ở đây cũng ở quận 7 cũng khá ít biết lắm. Ok, phía trước mặt là ngã tư. Đi một vòng cái đường Nguyễn Quỳ đó, nó là xem phòng tập gym này, chiến chưa? Ok. Chắc có lẽ là video của em cũng kết thúc tại đây nha. Và chú anh chị và các bạn nhớ like và đăng ký kênh để em có thêm động lực ra thêm nhiều video hay hơn nữa nha. Và hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn trong một video mới nhất của em. Bye bye.